Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái căn nhà của cô chú lớn tuổi mặt tiền đường. Mặt tiền đường, cô chú lỡ vay một ít ngân hàng cho nên bây giờ bị ngộp rất là nặng. Căn nhà cấp 4 cộng với 10 phòng trọ với chiều ngang căn nhà lên tới 6m7, nghĩa là gần 7m đó. Và cô chú cần bán nhanh, bán gấp và bán rẻ cho bạn nào có nhu cầu. Rồi, trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh, cảm ơn rất nhiều. Cái hướng trước mặt các bạn đây là đi về ngã tư Bình Triệu, đây về đó chừng khoảng chưa tới 1 km, ngay ngã tư Bình Triệu luôn các bạn. Căn nhà ở thị xã Thuận An, thành phố Thuận An đó, đây là quốc lộ 13, đi hướng ngược lại đây là lên chút xíu là nhà máy Dr. Thành nước giải khát Tân Hiệp Phát đó. Đây các bạn thấy một cái chung cư rất là hoành tráng, The Rivana. Chung cư này bán cũng khá mắc các bạn. Bên cạnh đó là có những cái công ty người ta hoạt động rất là bài bản ở khu vực này. Đây là một cái công ty cũng toàn tên nước ngoài không các bạn. Đó, người ta làm rất là hoành tráng luôn. Và căn nhà mình muốn giới thiệu các bạn đó là căn nhà cấp 4 thôi, mặt tiền đường. Cho nên là một cái vị trí rất là tốt. Từ vị trí này đi về ngã tư Bình Triệu, chừng khoảng hơn 1 km, trên dưới 1 km. Và đây là đường Vĩnh Phú 27. Căn nhà nằm trên mặt tiền đường này luôn nha các bạn ạ, mặt tiền đường này luôn. Rồi, giờ mời các bạn cùng đi vô căn nhà để mình tham khảo. Thì trên đường chạy thì mình cũng nói với các bạn luôn là căn nhà hiện là căn nhà cấp 4, có một cái gác phía trước và phía sau là có tới 11 cái phòng trọ hiện đang thuê kín hết trơn á. Nhưng mà bây giờ cô chú cũng lớn tuổi rồi, lỡ vừa rồi có vay ngân hàng á, bây giờ chịu không nổi sức nóng, cho nên là cũng muốn bán. Cũng mặc dù là rất là tiếc, nếu mà về cái tuổi lớn tuổi mà có những cái thu nhập ổn định như vậy thì cũng rất là tiếc các bạn. Nhưng mà cuối cùng cũng phải bán thôi. Rồi, từ đầu đường Vĩnh Phú 27 đi vào căn nhà chừng khoảng 80m các bạn. 80m, xung quanh đây thì toàn là biệt thự. Chút xíu mình vô đó mình quay mấy cái biệt thự cho các bạn coi. Khu vực khá trung tâm. Hiện tại là nằm thành phố Thuận An các bạn ha. Như mình nói là từ ngã ba đó về ngã tư Bình Triệu chừng khoảng trên dưới 1 km. Và đâm thẳng vào trục đường Phạm Văn Đồng. Đó, ở trong này thì xe hơi quá trời luôn các bạn, xe hơi quá trời luôn. Đó, đường xa ngon lành, khu dân cư ổn định ha. Vừa kinh doanh vừa buôn bán được. Khu vực này thì gần các cái khu công nghiệp như rất là nhiều ha. Các cái khu công nghiệp ở Thuận An. Đi lên chút xíu nữa thì là khu công nghiệp Bình Đường, Sóng Thần và các thứ ha. Đây căn nhà các bạn, mình muốn giới thiệu cho các bạn là đây. Đó. Bên kia là những cái căn biệt thự người ta xây rất là hoành tráng các bạn này, nó nhìn rất là đẹp. Đây căn nhà đây các bạn, rất là dài luôn á, rất là dài. Mặt tiền đường số 27 ha, mặt tiền đường số 27. Trồng mít, trồng cây xanh nó đã không? Mít trồng trái. Ở bên kia có mấy căn biệt thự người ta ở rất là ngon lành. Xung quanh đây thì người ta cũng buôn bán tốt, dân cư ổn định. Đó, đi ra nhìn ra đầu đường, đó là quốc lộ 13 các bạn, quốc lộ 13. Đi chạy xuống chút xíu là bệnh viện Hạnh Phúc đó các bạn, bệnh viện Hạnh Phúc. Đó, nghĩa là nó nằm giữa cái đoạn bệnh viện Hạnh Phúc và nhà máy nước ngọt Tân Hiệp Phát. Ở phía đầu đường là có một cái căn chung cư Rivana. Đó, xe chạy ngoài đường này. Đó, cho nên đây là một cái khu vực khá tốt, làm các cái cửa hàng dịch vụ, các cái căn hộ dịch vụ đó các bạn, làm phòng cho thuê đều rất là tốt luôn. Khu này công nhân thuê đông lắm. Đây căn nhà giờ mình quay cụ thể cho các bạn coi ha. Giá thì mình để ở phút thứ 12, các bạn có thể tua tới đó để coi ha. Đây căn nhà có chiều ngang là 6m7 ha. Và diện tích thực tế thì gần 7m lận. Và dài tới 50m35. Và được công nhận thông số là 336,6m2, hướng đông nam, sổ hồng riêng. Và cái hồ sơ pháp lý mình để cuối video, các bạn cũng có thể tới đó để coi ha. Các bạn coi kỹ chút xíu. Đó, bây giờ các bạn bước vô nhà đi. Nghĩa là từ cái ranh bên này qua tới cái ranh bên kia đó là thực tế là gần 7m các bạn. Nhưng mà trong công nhận trong sổ là 6m7 thôi. Đó. Bên kia là tại vì có một cái đường mương này, để mình quay cái đường mương này cho các bạn coi này. Đó, đây có một cái khe.
đó thì cái khe nhà bên đây với hai nhà chia với nhau rồi, cho nên nó vô dư ra. À, trong sổ là 6 mét 7 nhưng mà hiện trạng là gần 7 mét rồi. Đó, đây là mình vô cái căn nhà cấp 4 cô chú ở phía trước này. Có nghĩa là cái sống cũng an nhàn ha. Mười mấy cái phòng trọ rồi bán thêm nước giải khát rồi này kia đó. Nhưng bây giờ như mình đã nói cô chú lỡ vay một ít ngân hàng cho nên cái áp lực mạnh quá. Chịu không nổi, đành phải bán. Đó, phía trước đây là cái phòng nhỏ nhỏ giống như phòng khách thôi các bạn. Đó, như mình đã nói khu vực này mà làm với cái chiều ngang như vậy làm các cái căn hộ dịch vụ thì quá tuyệt vời. Đó, mình coi sơ qua cái nhà gác phía trước. Đó, trong đây có cái phòng ngủ. Đó, phía trước này là cô chú đang sinh hoạt, đang ở. Đó, nói chung thì nhà cấp 4 này cũng không có gì. Nếu mà mình để vậy mình cho thuê tiếp thì cũng ok, mà không thì mình về mình làm lại thì cũng không có tiếc ha. Đó, phía sau là khu vực bếp. Đó, nghĩa là phía trước này làm cái sinh hoạt của gia đình thôi, còn phía sau mới là những dãy trọ. Thì mình vô mình quay đây cho các bạn coi sơ bộ, rồi chút xíu mình ra đằng sau mình coi cái dãy trọ phía sau. Rồi, mình đi lên gác cái ha. À, trên này mà mình cải tạo lại cho thuê tiếp cũng được luôn đó các bạn. Đây, đây là cái phía trước các bạn này, phía trên gác này. Đó, gác này thì ra có cái sân phơi phía sau để mình nhìn nhìn xuống dưới ha, phía sau những cái căn biệt thự rất là hoành tráng luôn. À, trên này cũng có nhà tắm, nhà đồ trên đây luôn. Đó, mình nhìn ra sau là nguyên cái dãy phòng trọ đó. Đó, cái mái tôn này là chạy thẳng ra tuốt đằng sau luôn, 50 mét mà, 50 mét. Đó, người ta xây lên rồi, các bạn, người ta xây, người ta ở biệt thự, biệt thiết này kia, đẹp. Này, quá hoành tráng này. Giao thông thuận tiện, như các bạn đã biết này, quốc lộ 13 thì nó thông thương đi các tỉnh Tây Nguyên, lên Thủ Dầu Một. Còn hướng ngược lại đi chưa tới cây số thì về ngã tư Bình Triệu rồi chạy thẳng trục đường Phạm Văn Đồng. Đó, đây là cái hành lang ha để đi vô mấy cái phòng trọ đó. Đó thì đây là toàn bộ cái căn nhà cấp 4 cô chú đang ở. À, mình đi lên phía trước coi cái luôn ha. Phía trước này thì bên tay phải đây có một cái phòng ngủ và phía trước cũng có một cái phòng có thể là phòng khách, phòng đồ này kia ha. Bố trí làm phòng ngủ cũng được luôn. Công nhận đất đai rộng làm sướng thiệt chứ. Đó, cái đó là nhìn ra trước đường đó các bạn. Hồ sơ pháp lý thì đầy đủ ha. Đó, đây có một cái phòng cũng làm phòng ngủ được này. Bây giờ hiện tại là đang phòng kho. Đó, với chiều ngang là như mình nói đó, chiều ngang là thực tế này, gần 7 mét luôn. À, dài tới 50 mét. Dài tới 50 mét các bạn. Làm mà xung quanh đây thì người ta đã làm chung cư rồi đó, chung cư bán mắc lắm. Rồi, đó là toàn bộ cái căn nhà cấp 4 cô chú đang ở phía trước. À, giờ mời các bạn đi xuống ha, mình đi xuống để mà đi ra những cái dãy nhà trọ đằng sau. À, cái sân này các bạn ha, cái sân này. Sân xe hơi vô luôn cũng được nữa, không vấn đề gì. Vừa ở phía sau kinh doanh sửa đằng trước lại, đằng sau cứ để những cái phòng trọ cho thuê cũng ngon lành. Đó, dài thăm thẳm chiều trôi luôn quý vị các bạn. Đó, giờ mình đi ra sau đi mình coi. Đó, đây là cái hành lang đất của nhà đó nha. Đó, tại vì cái nhà cất có 4 mét rưỡi thôi.
và tới 6m7 lận, gần 2m làm cái hành lang. Đây, đây là những cái dãy trọ người ta thuê kín hết các bạn, người ta thuê kín hết luôn. Nghĩa là thu nhập rất là ổn định. Nói chung cô chú cũng khá tiếc với cái tuổi này rồi thì cũng coi như là tàn tàn mấy cái phòng trọ rồi này kia. Rồi buôn bán được thêm là sống nhàn nhã rồi. Nhưng vừa rồi cũng kẹt công việc gia đình cho nên có vay có mượn bây giờ đành phải bán. Mặc dù rất là tiếc. Đó, đây là những cái dãy nhà trọ đó, 11 phòng các thầy, từ đằng trước đằng sau. Rất là thông thoáng luôn. Đó, đây là cuối cùng ha, cuối cùng là phòng thứ 11 luôn á. Giá thì giật mình luôn các bạn, giá rẻ, phải nói là giá nghe giật mình. Không ngờ ha. À, giờ mình đi lại một vòng từ đằng sau ra tới đằng trước. À, dài lắm các bạn, dài. À, khu vực giao thông cũng rất là thuận tiện luôn. Không có không xa đâu các bạn, từ Phạm Văn Đồng mình chạy thẳng về đây. À, theo cái đường ngã tư Bình Triệu á. À, khu Vạn Phúc City về đây chừng khoảng 2 cây số. Đường xá thông thương luôn. Đó, đây là từ đằng trước ra đằng sau các bạn thấy. Để mình quay lại cái đường cho các bạn coi chút xíu ha. Xung quanh đây người ta làm nhà làm cửa, biệt thự đồ ngon lành, khu dân cư ổn định rồi. Đó, nhìn ra quốc lộ 13 đó. Quẹo phải cái là đi về ngã tư Bình Triệu, quẹo lên cái Tân Hiệp Phát. Và giá hàng giá chính chủ là 11 tỷ còn thương lượng. Nghĩa là bình quân bây giờ tới khoảng hơn 33 triệu chút xíu, cỡ 33 triệu. Chưa tới 33 triệu các bạn, chưa tới 33 triệu, 32 triệu 7. 1 mét vuông. Đó, nghĩa là chưa tới 33 triệu. Đó, xung quanh người ta xây biệt thự rất là đẹp luôn, 2-3 căn liền đây này, nghĩa là hàng xóm đó. Đó, cho nên là mình thấy là thật sự là ngộp thật sự các bạn, ngộp thật sự. Một mét vuông đất chưa tới 30 triệu, ngay cái trung tâm của thành phố Thuận An, giáp với Sài Gòn luôn, giáp với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức luôn. Bạn nào có nhu cầu cứ alo cho mình. Mình thấy đây là một trong những cái vùng đất mà khá tiềm năng, có thể đầu tư trong giai đoạn này rất là tốt. Đó, chứ bây giờ mai mốt cái giá đất mà nó lên đó, thì cái chi phí nó cũng khá cao. Cho nên là cô chú thực ra bán trong giai đoạn này thì cũng là một cái bấm bụng mà bán đó. Và đây là cái hồ sơ pháp lý các bạn này. Đó, 336,4 m², trong đó là đất ở đô thị đã lên thổ cư rồi là 184,6 m² và 151,8 m² là đất trồng cây lâu năm. Và trong cái đất này thì 114,6 m² cũng được coi như là đạt tiêu chuẩn để lên đất thổ cư nha các bạn. Và cuối cùng là cái sơ đồ kích thước. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nào có nhu cầu cứ alo cho mình. Mình sẽ dẫn các bạn đi xem nhà, cũng như tư vấn thêm cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.